và hôn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần làm đôi môi rạng rỡ tình bạn đầu. Hòa vào cây phương vào nắng và giấc mơ tôi còn nàng trong bài ca ta bước thanh thang. Và em đếm thầm trong lòng rồi, đến cái giây cuối cùng em thật sự rất là buồn. Sự thì anh rất là hiểu cái cảm giác đó. Và tại vì anh cũng từng trải qua. Đây là thật sự thì lúc đó em rất là buồn thôi, nhưng mà không sao. Bây giờ được ngồi đây với anh là được rồi. Có thể cảm ơn ạ. Anh uống miếng nào? Cũng ăn uống nữa thiệt trời ơi. Anh uống ở mọi nơi. Tôi muốn anh uống ở mọi nơi. Nó hơi chua. Không, anh thấy em không dám uống không? Dù là cái thứ mà em rất là thích uống, nhưng mà em không dám uống lúc này. Ủa nhưng mà tại sao em không dám uống? Em sợ bị chua. Em sợ bị chua? Ủa em biết là nó chua luôn á hả? Không, ý là lúc mà em lên thì em không nghĩ nó chua đâu, nhưng mà bây giờ thì em nghĩ nó rất là chua. Ok. Dạ. Không, nó cũng không chua lắm. Nếu như mà chương trình chuẩn bị thì anh không uống nữa, nhưng mà em chuẩn bị thì anh sẽ dạ. Thật sự thì anh cảm thấy em của bây giờ với cái lúc mà em ngồi từ khóa nó khác nhau lắm. Nhưng mà anh thích phiên bản này hơn. Em cứ thoải mái, cứ là mình như bây giờ thì anh cảm thấy là một cô gái rất là hiền. Thôi hay giờ mình chỉ đề tài đi, em chỉ không được đâu. Ok. Cái khung cảnh này thì anh thích đúng không? Anh thích. Dạ, em cũng vậy. Đó chính là anh cũng ước ao một ngày nào đó mình sẽ có một cái happy ending với người thương của mình. Nhưng mà đó sẽ là, anh không nghĩ là nó sẽ cố định ở cảnh biển, cảnh làng quê hay như thế nào đó. Nhưng mà anh muốn nó phải có hoàng hôn. Anh muốn có nó phải có hoàng hôn. Bởi vì anh thích hoàng hôn, đó là cái sự yên bình. Và một cái đặc biệt nữa đó chính là việc mà khi mà hoàng hôn á, mỗi cái thời điểm nó là một cái sắc thái, màu sắc khác nhau. Nó làm cho anh cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Anh đi ngoài đường mà anh chỉ cần thấy hoàng hôn là một cái bầu trời màu vàng, màu xanh hay như thế nào đó, tuy nhiên anh cảm thấy là wow, mình thật là may mắn khi mình chứng kiến được những cái điều này. Ngày nào đó mình sẽ ngồi ở trên một cái mái hiên của một ngôi nhà nào đó, mình cùng uống tách trà, mình ôm nhau và mình ngắm hoàng hôn. Đó là một cái khung cảnh the best ở trong mơ của anh. Và chỉ tưởng tượng tới cái khung cảnh đó thôi là anh đã cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng. Nhưng mà anh có thể hỏi là lý do nào mà em biết anh không? Mình đã gặp chưa ta? Chưa gặp luôn. Và nhưng mà tại sao em lại biết anh? Thật sự thì lúc trước thì em biết anh kiểu qua mấy cái MV thôi. Nhưng MV... mà lúc đó em cũng không có để tâm lắm. Kiểu là thấy dễ thương quá Nhưng mà lúc đó kiểu cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà từ khi em coi cái phim mà Mắt Biếc á, xong tự nhiên em lúc đó em cũng chả chú tâm vào nhân vật nữa, mà em chỉ nghe cái giọng nói sao ấm quá vậy, thích quá
Xong rồi em bắt đầu mới về tìm hiểu, xong rồi em bắt đầu theo dõi anh nhiều hơn. Rồi em lên Facebook và em theo dõi anh đầu tiên. Mỗi cái bài đăng của anh thì em đều thấy, mỗi cái story anh đúc em đều thấy hết. Nhưng mà em ít khi vào để thích thê là like gì, bởi vì em có thấy em không biết sao mà em thấy rất là buồn á, bởi vì em sợ là mình làm vậy người ta cũng không biết được. Lúc đầu thì em nghĩ là cái tình cảm này là em giữ cho em thôi, em không dám nói ra. Nhưng mà về ngẫm nghĩ cái phim mắt biết thì nếu mà em không nói ra á thì cũng giống như Ngạn với Hà Lan. Dù là yêu nhau, yêu rất là nhiều, thương rất là nhiều, nhưng mà vì không có nói nên là cuối cùng là bỏ lỡ nhau. Nên là em không muốn như vậy, nên là em quyết định là đến nay và nói ra với anh. Dù á là có thể là anh không đồng ý, nhưng mà chỉ cần nói ra, anh lắng nghe em là em hạnh phúc rồi. Ok, anh sẽ hát cho em nghe cho em đỡ rung nha. Ok, anh sẽ hát từ đó cho em nghe. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hoa pháo cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thiên thang. Khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ. Khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim rung lên hân hoan. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình bạn đầu. Hoa pháo cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thanh thang. Trong bài ca ta bước thanh thang. Em cảm ơn nghe. Anh không biết sao tự nhiên đôi khi anh thấy mình hôm nay mình cũng có duyên chứ ha. Bình thường anh quay rất là nhiều số rồi, không bao giờ mà anh lên sân khấu mà những cái đầu tiên như vậy. Mà đối với em thì tự nhiên cái anh lại đòi lên hát còn muốn với em rồi mọi thứ. Và hôm nay em cũng khá là đặc biệt, em khiến cho tụi anh nói về em khá là nhiều. Anh hay nói đùa chứ là từng tuổi này rồi, anh hay nói với các bạn là từng tuổi này rồi thì mình không nên đánh đố nhau nữa. Kể cả trong mọi việc, từ công việc cho tới mọi thứ thì mình nên thẳng thắn với nhau. Có gì thì mình nên nói thẳng. Khi mà nói về cảm xúc á thì anh sẽ lại tự hỏi mình bây giờ là mình nặng lòng hay nhẹ lòng. Anh sẽ đang tự hỏi chính mình câu đó thì em cũng không biết câu trả lời. Thật sự thì bây giờ anh lại cảm thấy nhẹ lòng. Anh thấy nhẹ lòng là bởi vì kể từ sau này thì chắc chắn dù thế nào đi nữa thì anh sẽ là một người bạn đối với em. Bởi vì anh cũng không muốn nói câu xin lỗi ở đây, bởi vì anh không có lỗi và em cũng không có lỗi gì hết. Bởi vì cái cảm xúc nó chưa đủ, đối với anh cái cảm xúc nó chưa đủ
Thực sự là như vậy. Và anh lại có một cái cảm xúc khác, đó chính là anh muốn mình sẽ trở thành những người bạn đối với nhau. Và biết đâu được mình sẽ tìm hiểu nhau qua dần dần. Còn hiện tại thì anh cảm thấy cảm xúc của mình nó chưa đủ. Và anh đang cảm thấy rất là nhẹ nhàng khi mà nói ra những cái lời này. Và anh cảm thấy mình thành công khi mà em không khóc khi mà anh nói ra như vậy. Anh nghĩ là mình đã thành công khi mà mình nói thật những gì trong lòng mình. Thật sự thì lúc nãy ngồi đây và nghe anh nói á, thì nếu mà nói em không buồn là giả dối thật sự. Nhưng mà không sao, em vẫn đang rất là buồn. Nếu như mà không buồn là không đúng. Nhưng mà khi mà anh thấy em cười, nụ cười thay cho những giọt nước mắt, thì anh cảm thấy rất là vui. Là bởi vì mình đã nói những gì thật lòng nhất và em đã cảm nhận được. Cảm ơn anh. Anh có một bài hát và anh sáng tác, anh chưa hát cho anh nghe bao giờ hết. Thì anh nghĩ là chắc là anh sẽ hát cho em nghe ở đây. Nghĩa là chỉ một mình em. Cái lúc mà quay lại nhá, lúc đó em chỉ nhìn vào cái ghế của anh thôi. 10 giây đó của em thật sự rất là dài. Nhưng mà không sao, bây giờ được ngồi đây với anh là được rồi. Người lựa chọn bên ai, em mang trong đêm dài.